Chiến dịch truy quét lực lượng phản động Phun Dô trên vùng núi Tây Nguyên, trích hồi ký Trung tướng Vũ Ba. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc 30 tháng 4 năm 1975 một thời kỳ chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng anh hùng bất khuất. Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 mở ra một trang sử mới của dân tộc ta. Tổ quốc được thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cơ quan quân khu bộ quân khu 5 từ căn cứ rừng núi tỉnh Quảng Nam chuyển về thành phố Đà Nẵng, nhưng sở chỉ huy tiền phương quân khu 5 lại tạm biệt thành phố Đà Nẵng trở lại vùng rừng núi Tây Nguyên công tác. Nhiệm vụ chủ yếu của sở chỉ huy tiền phương quân khu 5 là thay mặt bộ tư lệnh quân khu ở sở chỉ huy cơ bản, chỉ huy các lực lượng vũ trang gồm lực lượng chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương phải kết hợp chặt chẽ cơ quan quân dân chính Đảng ở địa phương cùng nhau giải quyết vấn đề phun rô ở Tây Nguyên do địch cài lại bọn này tiếp tục hoạt động, tìm mọi sơ hở để hoạt động chống phá cách mạng, phá cuộc sống hòa bình của nhân dân ta. Nhiệm vụ mới của Sở Chỉ huy Tiền phương quân khu 5 rất quan trọng và vô cùng phức tạp, mà ban đầu chúng ta chưa lường hết được. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh Sư đoàn 3 sao vàng chuyển về vùng Diên Khánh, Nha Trang củng cố lại lực lượng chuẩn bị xây dựng sư đoàn trong điều kiện mới thì nhận được thông báo của quân khu Bộ Tổng Tham mưu Điều Sư đoàn 3, quân khu 5 về đội hình quân khu 1 tăng cường cho hướng phòng thủ phía Bắc. Là phó tham mưu trưởng sư ba vào Nam chiến đấu đã lâu nay được ra miền Bắc với sư đoàn để gần nhà thì còn gì hơn nữa. Trong khi tôi đang mừng thầm thì có lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, do Tư lệnh Quân khu Chu Huy Mân ký, điều thượng tá Trần Bá Khuê, sư trưởng sư ba về làm tham mưu trưởng Quân khu 5, trung tá Vũ Ba phó tham mưu trưởng sư ba, về làm phó tham mưu trưởng Quân khu, phụ trách tác chiến trước mắt là làm tham mưu tiền phương quân khu giải quyết vấn đề phun rô ở Tây Nguyên. Thế là nguyện vọng riêng của tôi bị gác lại để tập trung vào nhiệm vụ mới trong truy quét phun rô ở Tây Nguyên mà Đảng và quân đội giao phó. Tây Nguyên là vùng cao nguyên, nhiều núi rừng rộng lớn bao la, chiếm tới 2 phần 3 đất đai khu 5. Tây Nguyên rộng 67.000 km vuông bao gồm các cao nguyên lớn, cao nguyên Con Tum, cao nguyên Gia Lai, cao nguyên Đắk Lắc, Lăng Bi Ang và cao nguyên Di Linh. Dân cư ở đây thưa thớt, chủ yếu là người các dân tộc thiểu số, người Sê Đăng, người Gia Giai ở cao nguyên Con Tum, người Ê Đê, người Mơ Nông ở cao nguyên Đắk Lắc, người Cơ Ho, người Mạ ở cao nguyên Lâm Đồng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược là bọn thực dân Pháp xưa kia và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ vừa qua, các dân tộc Tây Nguyên đã đoàn kết cùng nhau đi theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ. Họ chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, họ tìm mọi cách để diệt nhiều sinh lực địch, tịch thu phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, lập nên những chiến công kỳ tích, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như anh hùng vai, anh hùng núp và nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ khác. Tây Nguyên là một địa bàn quân sự có tầm chiến lược quan trọng đối với đất nước Việt Nam, là vùng gồm nhiều rừng núi mọc san sát trùng trùng điệp điệp, có địa thế rất cao so với các vùng tiếp giáp, Tây Nguyên sừng sững như một mái nhà rộng lớn. Tây Nguyên là trục nối liền với miền Bắc, giao tiếp với cao nguyên Nam Lào với miền Đông Bắc Campuchia. Phía Nam của Cao Nguyên trải dài thoai thoải xuống đồng bằng rộng lớn miền Đông Nam Bộ. Sườn Đông của Cao Nguyên đổ xuống đồng bằng chạy dài ven biển nhỏ và hẹp. Do địa thế hiểm trở vững chắc, Tây Nguyên có thế đứng vô cùng lợi hại, khống chế hầu như toàn bộ các vùng xung quanh, tạo ra một vị trí quan trọng trong chiến lược quân sự, không những đối với miền Nam nước ta mà cả phần phía Nam Đông Dương. Tuy trình độ kinh tế, xã hội, văn hóa dân tộc chưa được phát triển so với các vùng khác trên đất nước ta nhưng tây nguyên là vùng đất căn cứ lâu dài bền vững của cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ ngày nay trong kỷ nguyên mới kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tây nguyên vẫn là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế quốc phòng và an ninh của đất nước ta hiểu rõ vị trí chiến lược của tây nguyên nên kẻ địch luôn coi trọng vùng đất này tìm mọi cách giành giật địa bàn này trong cuộc xâm lược nước ta lần thứ nhất thực dân pháp đã dốc sức cố gắng về mọi phương tiện chiến tranh và lực lượng quân tinh nhuệ nhằm kiểm soát vùng tây nguyên thực dân pháp có mưu đồ phòng thủ tây nguyên để bảo vệ đông dương đến khi bọn thực dân pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai quân pháp cũng dốc sức đánh chiếm và bình định tây nguyên để giữ thế của chúng ở phía nam đông dương khi đế quốc mỹ xâm lược nước ta ngay từ những năm đầu chúng đã có âm mưu chiếm lĩnh vùng tây nguyên theo chiến lược chiến tranh xâm lược của chúng theo chúng muốn chiến thắng ở miền nam việt nam thì phải kiểm soát bằng được vùng cao nguyên trung phần có tính chất chiến lược này bởi vậy đế quốc mỹ đã ra sức xây dựng tây nguyên thành một căn cứ chiến lược lớn để khống chế cả đông dương và vùng đông nam á cuộc xâm lược nước ta của đế quốc mỹ đã thất bại hoàn toàn nhưng bản chất xâm lược của chúng không thay đổi trước giờ thất bại đế quốc mỹ đã cùng với ngụy quyền sài gòn đặt ra một kế hoạch gọi là kế hoạch hậu chiến theo kế hoạch này chúng dựa vào đám tàn quân ngụy tổ chức xây dựng cài cắm lại các đảng phái phản động ở miền Nam để chống phá lại cách mạng ta. Đặc biệt trên địa bàn Tây Nguyên chúng đã khẩn trương khôi phục và mở rộng lực lượng phản động phun rô để đánh phá căn cứ cách mạng ngày đầu miền Nam mới được giải phóng. Là một lực lượng cực kỳ phản động do Mỹ ngụy tổ chức, nuôi dưỡng, trang bị, huấn luyện và hoạt động. Bọn chỉ huy lãnh đạo phun rô tuyên truyền, dân tộc Tây Nguyên sống khổ cực là do chế độ Cộng sản, Chúng nói con đường duy nhất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là phải vùng lên đấu tranh với cộng sản, phải tham gia vào mặt trận phun rô đòi cho được thành lập nước để ga tự trị. Chúng đưa ra những lời phù phiếm và đã lừa gạt một số đồng bào, bà con dân tộc ngộ nhận tham gia lực lượng phun rô. Trong lực lượng phun rô, chúng tổ chức thành mặt trận, chúng dựng lên một chính phủ lâm thời, lập ra đầy đủ các ban bệ của một nhà nước, có thủ tướng, các bộ trưởng quốc phòng, nội vụ, tài chính, có cả ủy ban thanh tra phun do tên ca ba cối ca ba ham làm tổng chỉ huy lực lượng vũ trang của chúng phát triển khá đông có tới hàng vạn tên chúng tổ chức thành trung đoàn tiểu đoàn đại đội trang bị vũ khí của chúng chủ yếu là súng bộ binh trông thỏ cạm bẫy khởi đầu chúng dựa vào các buôn bản chúng rào rậu tạo ra thế làng chiến đấu bản chiến đấu vũ trang công khai chống lại lực lượng quân đội ta cán bộ ta bọn chúng đã khống chế cưỡng ép mua chuộc tiêu diệt hoặc đánh bật lực lượng ta ở một số cơ sở để chiếm địa bàn. Chúng đã phục kích diệt xe của ta trên đường giao thông. Chúng tập kích đánh ta ở những nơi ta sơ hở như các cơ quan, các kho tàng. Địch gây nên tình hình vùng Tây Nguyên căng thẳng, làm cho cán bộ và nhân dân lo sợ. Nhiều nơi, cán bộ buôn, xã phải sơ tán lên huyện, lên tỉnh, hoặc lánh vào rừng. Bọn phun dô vừa tìm mọi thủ đoạn tiêu diệt lực lượng cán bộ cơ sở của ta. Đồng thời đánh đòn tâm lý vào đồng bào dân tộc thiếu niềm tin vào Đảng, vào cách mạng. Sau ngày giải phóng, nhân dân miền Nam rất phấn khởi, hồ hởi sống trong không khí hòa bình, toàn dân đang thi đua xây dựng cuộc sống mới thì ở Tây Nguyên không khí chiến tranh do bọn phun rô gây ra đã bao trùm lên khắp buôn làng, khắp núi rừng. Đồng bào Tây Nguyên ngày đêm phải đối mặt với kẻ thù, máu của đồng bào dân tộc còn phải đổ. Nhiệm vụ của quân khu 5 là phải điều chỉnh lại thế trận, bố trí lực lượng tập trung vào hướng trọng điểm là địa bàn Tây Nguyên để nhanh chóng dập tắt các ổ nhóm phản động phun dô có vũ trang, đưa lại hòa bình thực sự cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Bộ tư lệnh tiền phương quân khu 5 làm nhiệm vụ truy quét bọn phun dô được thành lập, gồm một phó tư lệnh quân khu 5 phụ trách tư lệnh tiền phương, một đồng chí phó tham mưu trưởng quân khu phụ trách tham mưu tiền phương, các bộ phận tham mưu, chính trị, hậu cần, các phó chủ nhiệm binh chủng trinh sát, thông tin, pháo binh công binh phụ trách các chủ nhiệm binh chủng tiền phương, sở chỉ huy tiền phương quân khu đặt tại Buôn Ma Thuột, để nhanh chóng đập tan lực lượng vũ trang công khai của Phun Dô, Bộ Tổng Tham Mưu tăng cường cho tiền phương quân khu 5 sư đoàn bộ binh 320B, một trung đoàn, bố trí ở Đắk Lắc, một trung đoàn được bố trí ở vùng Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, sư đoàn bộ binh 10 bố trí ở địa bàn Lâm Đồng, Bốn máy bay trực thăng UH-1A chở quân cơ động, 12 máy bay trinh sát U-17, các lực lượng chủ lực trên phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương, lực lượng dân quân du kích và nhân dân các tỉnh Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc, Lâm Đồng để giải quyết vấn đề phun rô ở Tây Nguyên. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, một trung đoàn của sư đoàn 320B đã đánh tan các ổ nhóm phun rô có vũ trang ở một số buôn làng trong khu vực Đức Cơ, Chư Pả và cùng lực lượng địa phương dập tắt cuộc bạo loạn của phun rô ở 11 buôn xung quanh huyện Azunpa sư đoàn 320B thiếu một trung đoàn đã bao vây, tiến công, gọi hàng nhiều ổ phun rô có vũ trang ở nhiều buôn làng của các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Min, Đắk Nông, Cờ Rông Bách. Bọn giặc phun rô nhiều nơi chống trả ta quyết liệt, nhưng đây chỉ là cú đòn trước khi giấy chết của loài thú, cắn lại chính dân tộc của mình. Quân dân ta phát huy tinh thần chiến đấu cao, đánh quyết liệt với bọn phun rô ở cụm buôn làng thuộc xã Su Đăng Bắc Buôn Ma thuộc kéo dài hai ngày dòng dã mới dứt chiến. Trong trận này ta thắng lợi lớn, đã tiêu diệt được một số tên chỉ huy đầu sỏ, bắt sống toàn bộ bọn Phun Dô. Ở sư đoàn 10 chiến sĩ ta kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương Lâm Đồng tiêu diệt được một số ổ Phun trong buôn làng. Đại bộ phận địch đã chạy trốn thoát vào rừng. Chúng ta dùng thế áp đảo, khí thế tiến công dũng mãnh và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng chủ lực và lực lượng địa phương nên chỉ trong một thời gian ngắn, 3 tháng, cuối năm 1975, quân chủ lực của ta đã tiêu trừ, giải quyết cơ bản xong các ổ nhóm phun rô có vũ trang. Nhưng đấy mới chỉ là những đòn quân sự mạnh mới đập tan được các ổ phun rô công khai. Đại đa số bọn phun rô còn lại lần trốn vào trong rừng, trong dân vẫn đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng. Chúng vẫn phục kích tiến công vào các cơ quan, các doanh trại quân đội. Bọn địch còn bí mật đột nhập vào các buôn làng trong đêm tối để lừa bịp, phỉnh phờ, móc nối cơ sở. Bọn phun rô đã hăm dọa bắt dân bản phải tiếp tế lương thực, thuốc men cho chúng. Đây cũng là vấn đề mới được đặt ra cho cơ quan tiền phương của quân khu phải có những giải pháp hữu hiệu, chiến thuật sắc bén tổ chức chiến đấu làm sao có hiệu quả nhất, giành thắng lợi tốt nhất. Qua trinh sát điều tra tình hình địch, qua nhiều nguồn tin, nhất là nguồn tin ở cơ sở bí mật người dân tộc thiểu số ở trong buôn làng, cơ quan tham mưu của tiền phương đã nắm được chiến thuật của bọn Phun Dô đã thay đổi từ sau khi lực lượng vũ trang công khai của chúng bị quân ta đánh tan tành, thì bọn Phun Dô hoạt động theo ba tuyến. Một tuyến, bám sát trong dân bản để tuyên truyền dụ dỗ, lừa bịp vận động thành phần lạc đường chống đối lại ta chuẩn bị lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho chúng. Một tuyến, ẩn náu trong rừng có vũ trang, có cơ hội thì phục kích, tập kích đánh quân ta. Còn một tuyến làm trung gian giữ mối liên hệ lực lượng trong dân bản và lực lượng thất trận ẩn náu trong rừng. Nhóm này có nhiệm vụ móc nối các cơ sở của chúng để lấy lương thực, thuốc men, vũ khí, tiếp tế cho bọn phun rô ở trong rừng chúng ta đã sử dụng đại bộ phận các lực lượng chiến đấu chủ yếu là dân quân du kích. Bộ đội và cán bộ người địa phương được tổ chức thành từng tiểu đội từ 10 đến 15 người xuống bám trụ ở hầu hết các buôn làng làm công tác phát động phong trào quần chúng tiêu trừ bọn phun rô, sau này chuyển thành các đội vũ trang công tác. Lực lượng bộ đội chủ lực còn lại của Sư đoàn 320B và Sư đoàn 10 trinh sát quân khu, công an vũ trang có nhiệm vụ truy quét bọn phun rô ở ngoài rừng với các tuyến ven làng, ven thị xã, thị trấn đồng thời hỗ trợ cho các lực lượng công tác của ta trong các dân bản. Chiến thuật hoạt động truy quét địch của ta đã hạn chế một phần bọn phun rô, nhưng chưa xóa sạch được lực lượng này một cách cơ bản. Chúng ta đã phát hiện ra âm mưu đầy nham hiểm và táo tợn của địch. Bọn phun rô đã cải cắm người của chúng vào tổ chức của ta, tạo ra một chính quyền hai mang ở cơ sở hoạt động mang tính hợp pháp, cháo trở. Ban ngày loại người này hoạt động cho ta, nhưng ban đêm lại tiếp tế gạo, thực phẩm, đạn dược và bổ sung người cho bọn phun rô ở trong rừng để chúng duy trì lực lượng. Chúng tổ chức một số trận tập kích, phục kích gây cho chúng ta một số thiệt hại là trận tập kích vào công trường EA cao, trận phục kích ở Buôn Hồ, Đức Trọng. Trắng trợn hơn, hung bạo hơn là trận tập kích ban ngày vào thị xã Buôn Ma Thuột. Chúng đã bắn chết một số cán bộ và nhân dân ta ngay bên cạnh nhà khách của tỉnh ủy Đắk Lắc. Vào giữa năm 1976, Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham Mưu trưởng vào kiểm tra tình hình Tây Nguyên. Đồng chí Thượng tướng đã hoan nghênh một số địa phương đã tổ chức các đội vũ trang công tác xuống các buôn làng, phát động phong trào quần chúng xây dựng cơ sở, truy quét bọn phun rô. Thượng tướng cho việc làm này là một phương thức hoạt động tốt, cần được phát triển sâu rộng khắp trên địa bàn Tây Nguyên. Cũng trong thời điểm này quân khu ủy và các tỉnh ủy đã có nghị quyết về công tác phát động đồng bào các dân tộc cùng lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt bọn đầu sỏ phun rô. Để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát động đồng bào các dân tộc cùng phối hợp với lực lượng của quân ta giải quyết cơ bản vấn đề phun rô. Các đồng chí cán bộ tiền phương quân khu đã cùng với cán bộ cục dân quân tự vệ đã phân công xuống các tỉnh công tác, giúp các tỉnh tổ chức các đội vũ trang công tác, đồng thời tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho anh chị em về công tác phát động quần chúng dân tộc xây dựng, củng cố cơ sở. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tăng gia sản xuất và truy quét bọn phun rô. Với phương thức này, đến cuối năm 1976, chúng ta đã xóa được một số tổ chức chính quyền hai măng ở một số buôn làng. Còn số người dân bị địch lừa gạt chạy vào rừng theo bọn phun rô để chống phá lại chúng ta cũng ngày một giảm dần. Lực lượng phun rô về xuất thú, đầu hàng chính quyền ta ngày càng nhiều. Những trận phục kích và tập kích đánh trả lại ta cũng ngày một giảm. Cuối năm 1976, đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đã thăm Tây Nguyên. Trong chuyến thăm Tây Nguyên lần này, đồng chí Tổng Bí Thư nói nhiều về phương thức xây dựng căn cứ chiến lược ở Tây Nguyên. Đề cập đến vec giải quyết vấn đề phun rô, đồng chí Tổng Bí Thư nhấn mạnh muốn giải quyết căn bản vấn đề phun rô trước hết phải giác ngộ chính trị cho đồng bào các dân tộc, làm cho đồng bào phân biệt rõ cách mạng và phản động. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo các cấp phải hết sức chăm lo phát triển sản xuất của đồng bào dân tộc, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc, gắn việc giải quyết vấn đề phun rô với công cuộc xây dựng căn cứ chiến lược Tây Nguyên. Sau cuộc đi thăm Tây Nguyên của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn về tình hình phong trào Tây Nguyên, trong đó có phong trào nhân dân truy quét bọn phun dù có bước phát triển mạnh mẽ. Tiếp sau đó, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đã thay mặt chính phủ trực tiếp triệu tập hội nghị với các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện các bộ ngành để sơ kết công tác truy quét phun rô trong thời gian từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 11 năm 1976 vào bản phương hướng cơ bản toàn diện giải quyết vấn đề phun rô. Trong hội nghị này, đồng chí Phạm Hùng thay mặt chính phủ tặng 4 triệu mét vải cho đồng bào dân tộc nghèo ở Tây Nguyên. Do thực hiện thắng lợi những nội dung cơ bản toàn diện về giải quyết vấn đề phun rô nên từ cuối năm 1976 trở đi, phong trào phát động quần chúng xây dựng cơ sở truy quét phun rô đã đi vào chiều sâu đạt chất lượng và kết quả đáng khích lệ. Các đội công tác đã bám trụ được trong các buôn, làng phát động được quần chúng nhân dân phát hiện và bóc gỡ bọn phun rô đã bám vào dân. Ta xây dựng được cơ sở, đào tạo được lực lượng cốt cán của làng, xã, tạo điều kiện cho họ làm chủ buôn làng của mình. Được sự giúp đỡ của bộ đội, đồng bào đã giúp nhau tăng ra sản xuất, cải thiện đời sống. Cuộc sống của dân bản được nâng lên dần không khí thanh bình được trở lại những khu rừng rộng mênh mông bị bọn giặc mỹ cày sới tan tóc những mầm lộc xanh của rừng đã nhú một màu xanh đầy hứa hẹn sức sống được hồi sinh từ con người đến cảnh vật trường học được mở ra con em dân tộc được cắp sách tới trường học tập các trạm xá được xây dựng để khám chữa bệnh phát thuốc cho dân chúng chúng ta đưa những đội đoàn văn công văn nghệ xuống bản làng biểu diễn ca hát phục vụ nhân dân hàng tháng đoàn chiếu phim của huyện xuống các bản chiếu phim cho toàn thể nhân dân xem thưởng thức học tập những hoạt động về văn hóa văn nghệ đã làm thay đổi tinh thần của dân bản có sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc nên các ổ nhóm phun rô sống ẩn náu trong rừng bị nhân dân phát hiện chỉ điểm do đó lực lượng của quân đội ta truy quét bọn chúng ở trong rừng có hiệu quả hơn ta đã đẩy bọn phun rô ra xa bọn chỉ huy đầu sỏ phải lánh sang biên giới việt nam campuchia lực lượng của ta đã chiến đấu đẩy lùi mọi hoạt động của chúng chúng ta đã phát huy thắng lợi về chính trị, phát động đồng bào dân tộc cùng kết hợp truy quét bọn phun rô bằng quân sự, công tác binh vận được đẩy mạnh, có tác dụng to lớn làm nên chiến thắng kẻ thù. Đội công tác ở xã Ea Tiên ngoại vi thị xã Buôn Ma Thuột làm công tác tuyên truyền giáo dục, giác ngộ cho những thành viên gia đình bọn phản động phun dô đạt kết quả cao. Qua gần 3 năm, từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 2 năm 1978, Chúng ta đã giải quyết xong về căn bản vấn đề phun rô ở Tây Nguyên, xóa sổ 6 khung trung đoàn, 18 khung tiểu đoàn làm tan rã khoảng 11.000 tên, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm ổ phun rô có vũ trang, một số tên chỉ huy quan trọng đã bị tiêu diệt và ra đầu hàng. Ta đã xây dựng được lực lượng cơ sở ở buôn làng, vận động đồng bào dân tộc đẩy mạnh tăng gia sản xuất để giải quyết một phần khó khăn của đồng bào các dân tộc về đời sống. Tuy nhiên, mầm mống phun rô ở Tây Nguyên vẫn còn. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Qua thực tế tình hình nêu trên, chúng ta có thể khẳng định vai trò chỉ đạo của Bộ Tổng tham Mưu trong việc giải quyết vấn đề phun Dô Tây Nguyên trong những năm 1975 đến 1978 là rất quan trọng và rất lớn lao. Lúc đầu, tháng 5 năm 1975, bọn phun Dô có vũ trang dựa vào các buôn làng, công khai đánh phá ta rất quyết liệt gây cho ta khó khăn tổn thất thì Bộ Tổng Tham Mưu đã kịp thời tăng cường khối chủ lực lớn, hai sư đoàn, cho tiền phương quân khu 5 và chỉ đạo quân khu sử dụng khối chủ lực kết hợp với các lực lượng địa phương Tây Nguyên nhanh chóng đập nát các ổ phun dô có vũ trang. Khi các ổ phun dô có vũ trang bị đập nát, bọn phun dô vừa chạy vào rừng, vừa lẩn vào trong dân ở buôn làng. Ta không tìm ra mục tiêu để tiến công nhưng bọn phun dô vẫn đẩy mạnh hoạt động phục kích, tập kích đánh phá ta, gây cho ta khó khăn lúng túng thì Thủ trưởng Bộ Tổng Tham Mưu đã kịp thời đi thị sát chiến trường, đoàn đồng chí Hoàng Văn Thái, tháng 6 năm 1976, nhạy bén chỉ đạo tiền phương quân khu 5 và các địa phương Tây Nguyên vận dụng phương thức các đội vũ trang công tác, kết hợp phát động đồng bào dân tộc xây dựng cơ sở buôn làng với bóc gỡ địch trong dân và truy quét địch ngoài rừng, tạo được bước chuyển biến mới trong việc phát động quần chúng truy quét phun rô. Đặc biệt, Bộ Tổng Tham Mưu đã làm tham mưu cho Bộ Chính trị, tổ chức cho đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đi thăm đồng bào dân tộc Tây Nguyên, thực hiện chủ trương đưa việc giải quyết vấn đề phun rô gắn với nhiệm vụ xây dựng căn cứ chiến lược Tây Nguyên, xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp, các lực lượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giải quyết một cách cơ bản, toàn diện vấn đề phun rô ở Tây Nguyên theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, đầu năm 1978 giải quyết cơ bản xong vấn đề phun rô để chuyển lực lượng sang làm nhiệm vụ biên giới và giúp cách mạng Campuchia đây là bài học giành thắng lợi trong truy quét phun dô vừa qua đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm quý giá ta có thể nghiên cứu vận dụng vào nhiệm vụ phát động quần chúng xây dựng cơ sở trong xây dựng căn cứ chiến lược tây nguyên trong tình hình mới chủ động ngăn ngừa và sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu gây rối bạo loạn của các thế lực thù địch bảo đảm ổn định chính trị và bảo vệ sự yên bình cho đồng bào các dân tộc tây nguyên